Dũng xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mọi người cùng tham khảo một buổi hướng dẫn của Dũng cho một anh học viên sẽ tập nhịp cho bài đêm đông các bạn ha. Các khúc này thì thường thường người ta sẽ hát theo điệu slow rock, nhưng mà Dũng sẽ quy cái nhịp này về nhịp 4/4 để cho mình dễ tập. Thì đầu tiên á, Dũng đã sơ qua về cái có một cái app để tập nhịp này, xong đó Dũng sẽ tập cho anh ấy ha. Thường thì slow rock người ta có thể là hát theo nhịp 6/8/3/8, nhưng mà ở đây để cho dễ hơn á, để không bị nhiều quá thì Dũng quy cho nó về 4/4 vẫn có thể tập cho nhịp bài này được nha. Những bài ví dụ như thành phố buồn hay gì đó slow rock mình, hay là chờ đông hay gì đó slow rock mình cũng quy về 4/4, mình có thể tập được cho mình vững nhịp nha. Ở đây thì Dũng đang để là tempo khoảng 65 đó, 65-66 thì đó ha. Thì cái app này mình sẽ giới thiệu cho mọi người nha, trước khi tập mình tải về này. Đây, mọi người có thể vào là trên cái phần mềm điện thoại iPhone hoặc là Android gì đó, thì mình vô mình gõ cái tên này, metronome này, tempo line này ha. Đó, cái hình mà hình màu xanh lá non này với bốn cái chấm xanh này thì mình tải về nha. Tải về xong thì nó sẽ hiện ra cái app đây, ví dụ đây. Đó, đây này. Đó. Và cái ở dưới này á là nó sẽ, cái này là iPad nên nó hiển thị cũng khá là giống trên điện thoại nha. Thì đầu tiên là cái này là sẽ chọn nhịp này. Bây giờ các bạn sẽ thắc mắc là bài đó không biết là nhịp gì, thì chắc là một buổi nào đó mình Dũng có thời gian Dũng sẽ hướng dẫn thêm, nhưng mà chúng ta chọn ở đây á, là nhịp 4/4 này. Dũng cho biết luôn là Dũng đang quy bài này về nhịp 4/4 và tập cho dễ, thì đây chúng ta ấn vào thì có thể là các loại nhịp thêm, nhịp bên 4, đây là nhịp bên 8 thì mình chọn nhịp 4/4 nha. Đó, xong đó là chúng ta có thể chọn ở đây là có thể các hình thức tiết tấu này, thì mình chọn cái nốt này, nốt đen này, một cái gạch giùm mình đây nha. Đó, còn nếu mình chọn đây thì nó nhiều hơn, nó sẽ hơi phức tạp hơn một xíu, mình cứ chọn cái nốt này trên điện thoại nha. Rồi bắt đầu là mình sẽ ấn cộng trừ này, cái này đã tăng tempo lên này ha. Mình sẽ chọn về khoảng 65-66 để mình tập cho mình nha, nghe tốc độ này. Đó, các bạn sẽ thắc mắc là cái tempo là cái tốc độ, nhưng mà mình không biết là nó nhanh chậm bao nhiêu, thì mình sẽ giải thích là ví dụ là mình đưa cái tempo này về 60 á, thì nó có nghĩa là một cái này nó bằng kim giây đồng hồ, bằng một giây đồng hồ này chúng ta có thể đo nha. Đây, một cái này là một giây đồng hồ ha. Đó, nhưng mà mình sẽ tăng lên 65 để cho nó vừa phải, là như thế này nha. Mình sẽ không làm mất thời gian nhiều nữa, mình sẽ đi vào luôn. Đối với bài đêm đông này thì cái chữ mà phách mạnh đầu tiên tuần bài đó là cái chữ xuống, chữ xuống các bạn nha. Thì cái phách mạnh đầu tiên là nó gõ xuống, bắt đầu với hát là chiều chưa đi mà đêm buông xuống. Mình ví dụ nha, này bụp một cái này, cái phách mạnh này luôn, một nhịp 4/4 của nó gồm bốn cái phách các bạn nha, bốn phách này, 1 2 3 4 hết này, các lặp lại bùm chát 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 bùm chát 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 bùm. Chúng ta có nhớ là cái số 1 luôn là cái mạnh nhất, theo lý thuyết thì cái này cũng là mạnh vừa, nhưng mà mình cứ cho cái cụm này là cụm nhẹ đi để cho mình dễ đơn giản hóa nó đi. Thì đây mình ví dụ này, bùm chát chát chát, dễ hình dung hơn mình vào nha. Ví dụ này, bùm chiều chưa đi màn đêm buông xuống. Rồi mình sẽ hát ở trong đô thứ để cho mình thấy nha, trong này cho đợi mình một xíu nha. Chiều chưa đi mà đi bô xuống, hát là đồ thứ nha, mình sẽ bị chú trước. Ví dụ trước xong mình với anh sẽ tập nha. Ví dụ này, 2 bùm chiều chưa đi màn đêm buông xuống, tâm 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 cây chưa đã lưng lờ tiếng chuông, ta tâm 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 đôi cánh chim bâng khuâng giá rơi đó. Rồi em bây giờ mình và anh sẽ luyện tập nha. Cái phần này mình đang chú trọng phần nhịp nên không có tập trung vào cái cách hát quá nhiều, miễn sao là đúng nhịp cho bài này nha. Bây giờ em sẽ khi mà các bạn bấm vào cái tam giác này là bắt đầu nó play, là nó chạy này ha. Bấm bùm là chiều này, bùm chiều chưa đi màn đêm buông xuống đó. Rồi bây giờ bắt đầu lại từ đầu, chúng ta cùng vào với anh luôn nha. Em đếm 2 3 là anh vô nha. 2 3 chiều chưa đi màn đêm buông xuống, bum 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 đâu đây buông lưng lờ tiếng chuông, tâm tâm ta rầm tâm đôi cánh chim bâng khuâng giã rời. Rồi cho em xin lỗi một xíu là cách nghĩa ở đây để chúng ta hiểu nè. Vậy là nhạc sĩ khi mà họ sáng tác thì những cái chữ nào nó ứng với cái vị trí số 1 chúng ta phải hát khớp vào nha. Chúng ta có thể là cái phần này thì có thể giật qua giật lại các chữ được, nhưng mà cái chữ nào nó trùng vào đây phải hát trúng nè. Chiều chưa đi mà đêm buông xuống, đâu đấy buông là tiếng chuông,
đôi cánh chim bâng khuâng dã rời, cùng mây xám về ngang lưng trời. Đó, những cái chữ đó nhạc sĩ đã viết vào vị trí này, chúng ta phải hát ít nhất là trùng vào được. Mình chưa nói lơ nhịp gì, chỉ là đúng nhịp trước thôi các bạn ha. Khi mà chúng ta đúng nhịp, bắt đầu tự động chúng ta sẽ có cách hát là điều chỉnh, nó sẽ dễ chịu hơn. Rồi, cùng với mình nha, là các bạn sẽ cảm nhận được nhịp ở mức cơ bản nha, xong dần dần nó sẽ quen thôi. Lại từ đầu với em một lần nữa. Bắt đầu. 2. Chiều chưa đi, màn đêm buông xuống. Ta tăm 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 tăm, đâu đây buông lưng lờ tiếng chuông. Tăm 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 ta tăm tăm, đôi cánh chim bâng khuâng xa rời. Tăm tăm ta tăm tăm, cùng mây xám về ngang lưng trời. Ta tăm 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 tăm, thời gian như ngừng trong tê tái. Ta tăm tăm tăm, cây chút lá uống theo chiều mây. Hát chiều mây khắp ở đó. Ta tăm 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 tăm, nửa răng mắt nhớ nhung tiêu điều. Ta tăm 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 tăm, sương thước tha bay ôi điều hiu. Tâm tâm ta rằm đêm đông, xa trong cố hương buồn lòng chinh phu. Chú đêm hát bài số 1 các bạn nha. Đêm đông ta rằm tâm tâm tâm, tờ sông ngất ngơ kìa ai mong.